Chị ơi, chị có đồ gửi đến ạ. Thế à, lâu chưa em? Dạ, hình như từ cuối tuần. Nhưng mà lúc đó chị về rồi nên bọn em không báo. Bây giờ mới nhớ ra. Không sao, để chị xem. Vâng, em xin phép ạ. Em đây. Em à, hôm nay anh có giao dịch chứng khoán quan trọng, chắc là anh sẽ ở lại công ty đến khuya đấy. Vâng, cái gì quan trọng với anh cứ xử lý đi, không cần phải về. Alo, cậu có bận không? Em ơi, anh nhờ chút. Dạ, anh cần gì ạ? Người phụ nữ ngồi đây đâu rồi em? Dạ, chắc đi vệ sinh rồi ạ. Vừa nãy em thấy chị ấy ngồi uống rượu. Chưa gọi đồ vì muốn đợi bạn tới. Ok, anh cảm ơn. Vâng ạ, em xin phép. Dạ, anh về ạ? Ừ, sao em? Dạ, khi nãy chị ấy có dặn lại, khi nào anh về thì chuyển cho anh cái này ạ. Anh cảm ơn. Dạ vâng ạ. Đến phút cuối cùng, tôi vẫn không có can đảm để sa ngã. Cảm ơn cậu vì đã san sẻ với tôi rất nhiều khi tôi cô đơn. Nhưng tôi biết đã đến lúc tôi phải một mình đối diện với nó. Tạm biệt. Em ơi, mẹ ạ. Con còn nhớ cái bà già này là mẹ của con à? Con còn nhớ cái nhà này là nhà của con à? Hả? Con xin lỗi mẹ. Đợt này công việc của con lu bu quá nên... Con nói thế một lần thì người ta còn tin được. Con nói thế 1000 lần thì mẹ đây cũng chẳng tin. Huống hồ là vợ của con. Hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Con sẽ rút kinh nghiệm. Bố, khuya rồi, mẹ cũng đi nghỉ đi. Trung, con đưa bà lên phòng. Vâng ạ.
biên mức độ thôi cơ. Để lúc khác nói chuyện đi. Giờ bố mệt lắm. Mệt con cũng phải nói. Bố đừng tưởng con không biết. Bố có những mối quan hệ bên ngoài. Nhưng đừng để điều đó làm ảnh hưởng đến mẹ. Chuyện của bố thế nào con không quan tâm. Nhưng nếu để ảnh hưởng đến mẹ thì con không chấp nhận được. Con không muốn mẹ phải buồn vì bố thêm bất cứ một lần nào nữa. Trung, con không phải lo cho mẹ. Con chào mẹ. Chẳng mấy khi anh về nhà. Anh lên phòng đi, em có chuyện muốn nói. Anh không nghe thấy à? Hay anh vẫn cho rằng lời nói của tôi không có ý nghĩa gì cả? Anh xin lỗi. Anh ra ngoài đi. Tôi không muốn mẹ phiền lòng nữa. Anh đi đi.
Chào anh ạ. Xin lỗi anh cho hỏi đây có phải nhà bà Hương không ạ? Dạ phải. Có bưu phẩm chuyển phát nhanh. Gửi anh ạ. Anh ký giúp tôi. Cảm ơn anh. Không có gì. Chào anh. Alo. Tôi đây. Lập tức khóa hết mọi tài khoản liên quan đến Thơ cho tôi. Ơ, sao thế anh? Thế còn vụ nhà hàng anh bảo? Tôi bảo cậu làm thì làm ngay đi. Không phải hỏi nhiều. Vâng ạ.